Em quay cái video này là để mai mốt anh coi, sau này cũng rất là rút cái kinh nghiệm nha. Rồi. Thì mình đang gặp cái giải pháp là đọt ha, cái giải pháp gì giờ là cái hiện trạng luôn, cái giải pháp gì đọt nó đi như rau muống. Thì hiện tại anh hỏi em là nó có rụng nữa hay không, thì cũng xin thưa với anh Dũng như thế này là nó rụng nữa nha. Yeah. Cái vườn này là tại sao mà anh để đọt nó đi dữ vậy anh? Thì chủ yếu là đầu tiên là bị đầu tiên nắng đó. Dạ. Nắng rồi xong bắt đầu là anh với tưới nước. Dạ. Anh tưới nước xong bắt đầu anh đi phân. Dạ. Đi phân xong bắt đầu là mưa xuống. Dạ. Là nó đột nó đi vậy đấy. Rồi. Chỉ có đi vậy thôi. Là nó ra cái là trái nó rụng sạch trọi đúng không? Ra là rụng sạch trọi luôn. Ừ. Rụng giá man luôn. Mỗi bữa cái cây này là mấy chục trái, cả trăm trái cả. Rồi. Mà bây giờ nó rụng còn được mấy trái đấy. Bây giờ nó không có rụng nữa đâu. Bây giờ còn trái này đâu nữa mà rụng. Nhưng mà nói đùa với bà con chúng ta xíu này, cái thế anh thấy cái vai trò của việc chặn đọt và già lá nó rất là quan trọng phải không? Đúng rồi. Dạ. Mà anh nói thật là cái chặn đọt là khoảng tầm là 4 cử rồi. Dạ. Sao em ra thấy nó búng như giá vậy cha? 4 cử rồi đấy. Ừ. Mà anh dùng là cái 10x3. Dạ. Là hai. Thôi giờ mình không có nói sản phẩm khác đây ha. Đúng rồi. Có nghĩa là mình cũng đã trải qua một cái vài cái sản phẩm mà đã chặn đọt rồi của đơn vị khác. Thì cái này mình cũng có tế nhị thì mình cũng không phải là cái sản phẩm nào nó không tốt, nhưng cái cách của mình làm có thể là chưa chắc gì nó ok. Đúng rồi. Hoặc là thôi thì bây giờ mình sẽ phân tích lại một chút xíu. Thì anh có chặn đọt, có trải qua rồi, cũng hãm đọt, cũng làm già lá các kiểu, nhưng mà nó không có đâu vào đâu hết. Không có đâu vào đâu hết. Dạ. Thì ở dưới phân bón là mình cũng đi rồi, em cũng thấy rồi. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó bây giờ nó không còn gì để rụng, nó rụng hết rồi. Thì bây giờ thôi thì chúng ta đứng ở đây để em cũng trao đổi với anh một chút xíu, là anh biết Willow Farm là ở đâu, ở trong cái truyền thông nào? Willow Farm. Anh biết bên em á, là anh biết làm sao anh biết bên em? Anh chị là coi video của em cả ngày ấy thôi. Đúng rồi, toàn cả ngày. Tóm lại là hai. Ở Hồng Kông. Coi của em là cả ngày. Nói chung là em đi đâu là theo dõi em chỗ ấy. Dạ. Chứ không có chỗ là không coi theo dõi hết. Kể cả mới đây cái mùa skin mà em mới là còn và cái mẹ đầu tiên đấy. Dạ, là dạ. Cũng coi của em luôn đấy chứ. Dạ. Không gì đâu. Dạ. Ở vườn anh có trồng mùa skin không? Anh có. Có trồng mùa skin ha. Có. Rồi, kiến nó cắn quá, thông cảm anh đọt ha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ, bữa nay là bọn quanh chắc anh biết rồi đúng không? Anh biết, anh biết. Anh em bắt tay cái rồi. Rồi. Anh thì nhìn em rất là nhiều rồi, nhiều. Dạ. Lần rồi. Dạ, em cũng trồng cây rồi, anh thấy em cũng. Dạ, rất nhiều rồi. Dạ. Anh Dũng, cái cây này là bao nhiêu năm tuổi rồi anh Dũng? Nói chung là cây này là anh mua lại vườn của người ta. Vâng. Chứ anh còn nếu mà cái anh bên cạnh ấy thì anh nói cái cây này là vườn là gần 6 năm rồi. Ôi vậy hả? Ừ, gần 6 năm rồi đấy. Cái vườn của anh là hồi bữa nó ra bông, ra rất nhiều phải không? Bông nhiều lắm. Bông nhiều cực kỳ luôn. Bông rất nhiều bông. Nói chung là bông nó kẹo cây luôn á. Kẹo cây luôn. À. Ừ. Nhưng mà giữ trái thì không được. Mà hai vợ chồng không xin lỗi 3-4 đứa là hai vợ chồng đi quét cả gần 20 ngày. Dạ. Tóm lại là quét thụ phấn đấy. Gọi là siêng năng ấy. Siêng cực kỳ là chứ không được, anh chị cũng cả ngày cả đêm chứ chăm sóc một cái vườn này đấy. Bây giờ vậy để tại thời tiết nó cũng không có ủng hộ mình á, thì em cũng cố gắng để nói ngắn gọn cho bà con chúng ta với anh. Thì cái mùa này coi như là thôi, mùa này mình lấy kinh nghiệm rồi. Rồi. Thì mình sử dụng cái phương pháp nào, cái phân bón, cái thuốc của đơn vị nào cũng được. Cái này là em cũng không có can thiệp vô sâu, tại vì cái này là có những cái trải qua cả mình hành trình mà cả thời tiết đồ này nữa nha anh. Nhưng bây giờ là cái tiêu chí của em như thế này là chặn đọt và già lá, đến thời điểm này anh cũng chặn đọt, còn mấy trái cũng chặn. Rồi. Nó cũng còn mấy trái cũng chặn. Đúng rồi. Ở ngoài kia nó cũng còn nhiều trái chứ không phải là riêng về cây này đâu. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì anh em mình nó là vô mình coi tại trái anh thấy này, cái cuốn cỡ này là nó mới rụng này chứ không phải là mới rụng không mà. Mới rụng. Nó mới rụng. Anh quét rất sạch sẽ nha. Ừ. Anh rất là kỹ nha. Cái trái này là được bao nhiêu ngày rồi anh? Cái này thì nó khoảng tầm là cuối tháng 1 âm lịch ấy. Dạ. 1 âm lịch là cuối tháng 1 đầu tháng 2 ấy. Dạ. Còn mấy cái bông ngoài kia mình đường mình đi vào ấy thì nó lại ra cũng là cũng 90 ngày rồi đó. 90 đúng ngày rồi. Gần thu rồi. Đấy. Vậy có thể nó sẽ bị lọt ký hay gì. Cái này cái trái của anh này em nói để em vô em nói với anh là sẽ không nặng ký. Đúng rồi. Tại vì thứ nhất á là cái đọt của anh nó đi nhiều, nó bị phân tán dinh dưỡng, không rụng thì méo, không méo thì nhỏ ký. Ừ. Đó, nên cái giai đoạn em thường hay nói một cái câu mà gọi là bà con chúng ta đi vào lòng người luôn, là không cho trẻ em ra đường đó. Khi đọt nó nhú ra là phải chặn. Đúng rồi. Phải chặn liền, không có dìu, không có cách nào mà anh dìu được. Tại vì cái thời khi mà anh đưa dinh dưỡng như này, thí dụ như anh đi phân đi dinh dưỡng như này, rồi anh kêu rằng là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nó, rồi anh phun phân bón lá qua, rồi cây á
thực ra là có cây nó hấp thụ được, có cây nó không hấp thụ được, và thời tiết nóng kéo dài nữa nó không hấp thụ được. Thôi thì chúng ta cứ chặn đi. Cái nhiều khi mà bà con chúng ta nghĩ rằng cái bài toán là mình phải cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây, cây nó đi đọt thì tán nó không có rụng, không phải vậy đâu. Đúng rồi. Đó, không phải vậy đâu, nên anh rút cái kinh nghiệm là cứ anh chặn đọt. Thì vậy thôi thì mùa này bây giờ có nhiều ăn nhiều. Nhưng cái bài này á là còn rụng nữa nha anh, còn mấy tán nó cũng rụng nữa. Rồi. Thì cái bài này bây giờ làm sao? Cái bài này là bây giờ anh lấy cái gì, cái già lá, cái già lá rất nhanh đó, cộng với thiên hương nano xanh. Anh phun là anh phun dài ha. Anh phun là anh phun kéo vậy. Khi mà anh phun bất cứ anh phun cái gì anh chặn đọt là anh đi vòng tròn vậy giùm em nha. Rồi. Đi vòng tròn vậy nè, cứ cầm cái vòi đi vòng tròn vậy, ở trên anh phủ một cái là anh đi vòng tròn vậy nè. Là ok. Nha, anh phun phủ. Và phun xong rồi á, vậy nè, phun xong 3 bữa sau anh quan sát trở lại nữa. Rồi. Tại vì á là cái này là mình chặn đọt và già lá, nhưng cái thời tiết này anh thấy chuẩn bị nó đổ cơn mưa nữa nè. Đúng rồi. Rồi bây giờ anh sẽ lưu ý cho anh những cái giai đoạn chặn đọt để mùa sau anh làm nha, khi coi cái video này lại nha. Thứ nhất là bắt đầu trước khi làm bông, chặn non cứ làm chặn đọt già lá đâu là đương nhiên. Rồi. Bắt đầu chuẩn bị sổ nhị là phải chặn đọt, nếu như mà cái đọt của anh á nó ra nửa chừng và lá nó dày luôn, chuẩn bị sổ nhị là chặn đọt và già lá. Nhớ nha, là lúc này là chặn đọt không chứ ăn thua, phải chuẩn bị sổ nhị là phải có già lá. Nhớ nha, cái đọt mình nó đi lỡ cỡ. Còn ví dụ như gần tới sổ nhị mà cái đọt cái hột như hột này thôi thì chặn đọt thôi. Rồi. Bước qua sau sổ nhị, nói về đọt thôi, bước sau sổ nhị thì chúng ta cũng chặn cho nó một cái nữa. Nói chung là làm gì làm cứ nó thấy một chút chiếc bắt đầu, sau cái sổ nhị là bắt đầu anh nhấp nước nó lên rồi. Cái cây không cần phải đi dinh dưỡng, lúc nhấp nước lên là đã có cái hiện tượng cây kích thích bộ rễ, thì rễ đưa hóc môn lên nó đi đọt. Thì anh lưu ý vô đấy là anh chặn đọt. Và bắt đầu trái chúng ta chuẩn bị tới 20 ngày, là 21 ngày nó sẽ có một cái cử rụng sinh lý nữa. Thì cái giai đoạn này cây nó rùng mình mà. Và bắt đầu nó cũng có hiện tượng chớm đi đọt. Nhưng 20 ngày chưa ăn thua, 40 ngày, 45 ngày, 50 ngày. Một cái cơ đọt của chúng ta là mất 45 ngày, mà anh cho nó nghỉ quá lâu rồi. Sau khi sổ nhị, từ lúc sổ nhị xong hoàn toàn đến 45 ngày, là bắt đầu anh, cái nó không có đi đọt, anh cũng phải chặn đọt giùm em. Cây này là nó nhóm có lúc khoảng 40 ngày không anh? 40 ngày nó nhóm dữ không? Cây này nói chung là nó khoảng tầm... khoảng một tháng đủ đây thôi. Dạ, một tháng đủ đây. Một tháng đủ đây thôi. Cỡ tầm đấy đấy. Nó cỡ tầm đấy. 60 ngày đấy. Rồi không tầm một tháng thôi. Tháng rưỡi cái này nó chớm hơn chút xíu là bắt đầu. Đó thì thực ra thì em cũng nói thật với anh là chặn đọt thì bằng phương pháp nào thì nói chung là anh thấy anh hiểu được cái tính chất của cây trước đã. Chứ còn phương pháp mà anh có sử dụng nó thuốc đúng mà không có đúng thời điểm nó cũng căng lắm. Đúng rồi. Cho nên là cái vụ mà chặn đọt á thường thường như này. Anh phun cử rồi. Anh nghĩ rằng thuốc này nó kêu ba hàng thường thường ví dụ 3 tuần 2 tuần là nó mới không có đi đọt nữa, nhưng không, cái thời tiết tại cái vườn của anh, thứ nhất là cái nó mát, cái thời tiết của anh là cái vườn của anh nó mát, thấy không, cà phê cà đồ. Đúng và rồi. Thời tiết lâu lâu cái thời điểm có những cái tiết của đọt, ví dụ như ban ngày á nó nắng, cái chiều có 6-7 giờ, đặc biệt là 6-7 giờ cái có những cái cơn gió nam nó hiu, nó cái người mình nó kiểu như nó mát hơn á, là đó là tiết đọt. Rồi. Anh cũng lưu ý, nhưng những cái lưu ý của em là trái ở thời điểm 45, 50 ngày, 60 ngày là quyết liệt chặn đọt nó và ra quan sát. Anh chặn xong 3 ngày sau anh ra quan sát là lưu ý ở chỗ đó. Nói chung là ngày nào anh cũng ở vườn này hết. Ngày nào anh cũng ở vườn. Anh phải quan sát và có thể phun lại nó thêm nữa, coi này là phun và phun chéo như cách của em là em hướng anh dẫn anh làm. Rồi. Thì bây giờ mình đi nữa đi. Bây giờ đứng một cây. Nãy giờ là anh nắm được cái yếu tố đó chưa? Rồi anh yếu tố chặn đọt. Dạ. Rồi anh nắm rồi. Anh dùng đi dưới kia em thấy đỏ lưỡng dưới kia có trái không anh? Có. Bên này quay đi này đi. Qua đây đây đây. Qua bên này đi. Thì mọi người anh em chúng ta cũng thực ra là em với anh Dũng cũng mới gặp nhau đây lần đầu thôi. Rồi. Em mới thấy anh lần đầu. Anh mới trồng cái này. Cái này anh mới đây lấy. Đây này anh. Cái này nó rụng này, nó vẫn rụng này nha. Rồi. Trái của anh á, thường thường em nói tại sao em chặn đọt đó, là nếu như anh để đọt đi á, lá nó ra nó mửa, trái nó nhỏ. Nó nhỏ với lại nhỏ. Cơm nó cũng không ngon, nó bị rối loạn sinh lý ở trong ấy. Trong này cơm không ngon đâu. Đây, bây giờ cử này anh chặn đọt xong rồi anh làm cho em cử kali hữu cơ nữa. Rồi. Là anh phun trên. Rồi. Còn trái nó vẫn rất là nhỏ không? Đúng rồi. Những cái vườn mình đi á là trái nó rất là lớn. Nên cái nắm anh nắm được về này, hai cái yếu tố anh sẽ thắng được. Thứ nhất là đọt, thứ hai là nước. Anh nắm được cái yếu tố đó là anh thành công. Rồi. Còn ví dụ mà như nó đây. Cây này là nó không có trái, không có trái đâu. Nhưng mà đi lại đây cái cây này là đã rụng hết nè. Đây.
Nghe đau lòng quá ha. Còn đau cái lòng. Nguyên nhân về rụng trái nha anh Dũng nha, nó có rất là nhiều nguyên nhân khác chứ không phải riêng nguyên nhân về đọt. Rồi. Nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu là bà con bây giờ anh cũng nhìn thấy là anh biết do đọt rồi. Còn những cái nguyên nhân về nấm bệnh, về sốc nhiệt khác thì mình phân tích sau. Như vườn của anh thực ra là về sốc nhiệt là ít xảy ra, tại vườn của anh á là nó nằm ở trong cái khu vực là gần với cà phê. Nó che được cái bóng mát là vườn của anh giữa cỏ. Cái vườn của anh rụng là nguyên nhân là dinh dưỡng cạnh tranh với đọt này. Đó, nó rõ không? Có nghĩa là lúc vài bữa trước anh có phun rồi nè. Anh có phun rồi nhưng mà chưa nhăm nho gì hết á. Dạ. Chưa nhầm nhò gì hết. Đây này mọi người vô đây này thì khúc đây này bây giờ mọi người vô quay là thấy này. Đấy, trái nó. Cây này thì trái nó to này. Dạ, cây, đi vô cây, này. Cây. Cái đây là hầu bưa bị gió nó bạc phải không? Bạc hết, dạ. Bị gió nó bạc hết. Như cây này. Đây. Như thế này nè, nó còn rụng hay không? Cái này nó còn rụng là rụng hết luôn nha mọi người. Không còn gì để rụng luôn đó. Có trái nào chín không em, thèm quá. Đây, cái mẫu trái của anh nếu như nó trái nó không rụng á là nó cũng méo. Nó méo cực kỳ. Thì tại sao mình không có ngủ cho ngon an toàn cứ anh chặn đọt? Thì em như cách của em nói đó. Anh chặn và em nói với anh luôn, thường thường em nói với anh là một là cái mảnh lông nóc ao đọt, hai là cái già lá rất nhanh với thiên ngô năng nâu xanh đó, thì hai cái công thức của em đưa đó. Rồi. Ví dụ như về mảnh lông nóc ao đọt em chặn, nhưng nó không phải là chặn đứng liền, có nghĩa là ví dụ như một cái thác nước đổ ra thì mình có chặn lại thì từ từ nó cũng phải rịn ra nữa chứ. Rồi anh bắt đầu anh canh thêm mấy cử và anh chặn tiếp. Còn nếu nhiều bà con là đi theo cái kiểu mình phun một hai cử mình thấy mình sợ quá mình đi đốt đọt là sai nha, anh cứ chặn đọt và đừng có dùng chứ tự đừng có dìu đọt, em sợ cái dìu đọt lắm, tại vì dìu không tới là tất cả. Cái đây là cái giống như là anh coi cái kiểu như giống như xưa anh thả vừa đi dinh dưỡng vừa đi dinh dưỡng trên lá dưới đất, đọt có đi ra cái kệ nó, tại vì mình cung cấp dinh dưỡng đủ rồi, đường nào nó cũng nuôi cho trái nuôi cho cây mà sinh trưởng là nó mạnh hơn, sinh trưởng nó mạnh hơn sao mà nó cạnh tranh. Nên là nhớ giữ cái được cái đọt, chặn được cái đọt, điều tiết được nước làm thắng. Không biết sao mà anh nói thật là nói về cái xịt thuốc là anh siêng xịt lắm. Dạ. Anh siêng xịt lắm. Dạ. Một tuần là có thể là anh xịt hai lần. Dạ. Một tuần anh xịt hai lần triệt đọt. Dạ. Nhưng mà không biết sao, hiểu sao, không biết do nguyên nhân bị thuốc hay không nguyên nhân bị kiểu gì mà sao mà nó không được. Thực ra thì em cũng không dám nói về thuốc, tại vì khi mà em có quay video á thì em cũng không có tại vì cái việc này của anh em làm. Cái này cháy muối luôn anh vậy. Cái này là bị cháy muối đó, cái đó là bị bể đầu gai đó, cháy muối đó. Dạ. Chắc. Thì nó có những cái nguyên nhân mà có thể là thuốc nữa, nhưng cái đó mình cũng không phân tích được sâu. Đúng rồi. Thì thôi, cả việc của anh em làm bây giờ anh đang vướng mắc chỗ nào, anh khó khăn chỗ nào em gỡ cho anh cái chỗ đó thôi. Rồi. Còn cái chuyện mà em cũng nắm được, trước đây anh xài cái gì để kết thúc cái video này mình biết với nhau nha. Rồi. Anh xài cái gì rồi em cái kê cái bà cho anh. Thì bây giờ thực ra là bây giờ cái cây của anh là giờ gì? Bây giờ chặn đọt với già lá. Phải vậy thôi. Không có chặn đọt già lá kêu cỡ này thả đi. Thì thường thường cũng có một số bà con kêu tái 80 ngày nha. Mà có nên để đọt đi hay không? Thì cái này em cũng giải thích cho anh luôn. Đây, ra ngoài đây mình coi cầm cái đọt rồi mình thả cho bà con chúng ta ha. Thì thông thường á thì đối với một cái số vùng một cái vị trí với thời tiết mà ở miền Tây hoặc là ở vùng mà nước á, chúng ta mà gọi trồng mà không có sen với cà phê đồ này nọ thì nó thoát được. Còn cái vùng của anh á là nó hơi trữ nước rất là nhiều, và cái việc á mà anh để đọt ở đây này, cây nó tự sản sinh ra cái hóc môn của nó và nó đưa xuống cái bộ rễ nữa, thì lúc này rễ gặp mưa nó sẽ hút nước nhiều. Cái hút nước nhiều nó sinh ra cái mình nói thẳng ra mà gọi là sinh ra GA3 đó, tổng hợp gibberellin á. Nói tiếng Anh cho nó lâu lâu đó tiếng Anh nha. Thì khi nó tổng hợp cái gibberellin thì cái trái sầu riêng của anh lúc này nó bắt đầu nó sẽ phình to tế bào. Nó vẫn còn phình, cái vỏ nó vẫn còn phình tại cái thời tiết này mà. Nó phình thì bắt buộc ở chính giữa cái vỏ và cái ruột nó phải rỗng. Chớ nữa thì nó rỗng để lấy cái gì bù vào cái chỗ cái rỗng đấy? Nước. Anh thấy chính xác không? Thì nước nó bù vào thì trái của chúng ta nó sẽ bắt đầu có tình trạng là một là cháy muối, hai là sượng. Thì thôi cái bài này em cho anh á là tới cái giai đoạn này rồi, cho anh ngủ ngon chút, anh chặn vọt và già lá, sau khi ăn xong rồi anh thả đọt đi, anh phục hồi cây là ok. Và cái bài này thực ra là có nhiều bài hồi xưa truyền thống bà con chúng ta cỡ này là thả đi được rồi, nhưng thời tiết về là buồn chiều nó dứt cơn mưa, mà mưa thì mưa buổi chiều nhiều lắm anh. Đúng rồi, mưa buổi chiều thì nó thêm một cái này là bắt đầu á cái cây của chúng ta, cái lá của mình á,
nó lúc buổi chiều là nó đâu có quang hợp, nó đóng cái lỗ khí khổng lại. Đấy, đóng cái lỗ khí khổng lại chứ nữa. Thì lúc này cái nước của anh nó hấp thụ, cây nó hấp thụ nước nó sẽ đi về đâu? Tất nhiên là nó sẽ lựa mấy cái chỗ như cái tầng rời á, nó tháo khớp, tháo tầng rời ra. Là cái chỗ đó là chỗ dễ xì nước ra nhất nhất, chứ đâu có xì chỗ nào nữa. Đúng rồi. Thế nên cái giai đoạn này là anh vẫn làm gì an tâm cho em, cái bộ lá nó cứng khừ lại trở lại. Và khi lái vô hoặc người cắt vô á, người ta cũng tự tin thấy cái dàn lá của anh nó ok, nó già chắc hết thì nó ok, có nghĩa là lúc test lên cơm cũng ngon lành. Và lúc này anh đưa dinh dưỡng kali rồi này nọ vô cái bộ lá già, lá già nó cũng hút dinh dưỡng, nó đưa kali vô nó nuôi trái cũng ngon lành, trái của anh nó cũng to nữa. Em cũng bổ sung thêm cái chỗ cái ý của anh Viễn chút xíu về cái việc trái 80 ngày 90 ngày là anh có để cho cái đọt nó đi tự do hay không. Cái đọt cái chẳng hạn như nó chỉ có cái phần đỉnh đọt nó đi hơi nhóm nhóm vậy nè, nó chưa có hình thành cái sự cạnh tranh dinh dưỡng thì mình có thể kệ cho nó đi từ từ được. Nhưng mà đối với cái vườn của anh là anh thấy nó đi cả những cái khèo và những cái ra cả nách ở trong ra này. Nách này nó nín qua quá, và chắc chắn là vườn của anh có trái muối giống như hồi nãy em chỉ thì đã đi cái hàm lượng đạm rất cao, nên bây giờ nó sẽ xì ra và bằng cách nó đẩy luôn cả ra chữa những cái nách này luôn ha. Và nó đi một cách rất đồng loạt như vậy thì chắc chắn là nó sẽ rụng tiếp. Không chỉ là nước mà không chỉ là nước không, mà nó là nằm ở phần đọt nó kéo lên nữa. Nên là cũng xin phép đi chia sẻ với quý bà con là trái 80-90 ngày đối với sầu riêng Thái, nếu mà thấy không an tâm bà con cứ chặn đi. Còn trường hợp mà nó mới nhú hột mè, mà trái 80-90 ngày mà mới nhú hột mè đó, chưa có thành thành đuôi tôm và các cái nách này á, là nó cũng không có xì ra, thì bà con để bình thường được. Còn nếu mà nó kiểu giống như cái màn hình bà con đang thấy này, bắt buộc phải chặn. Chứ mà anh để vậy nhiều khi mới trái này mình không ăn được cái nào luôn. Là anh buồn một rồi chị buồn hai, rồi hai vợ chồng đều buồn nó hình thành tới cái sự nản anh. Rồi cái mùa sau cái mình không có quyết chí, chứ em vô em không phải vườn của em mà em vô em thấy mấy cái trái này nó rụng mà mình cũng hót bụng chứ anh vậy. Anh nói với em bây giờ anh mới vứt, anh mới phát cổ, anh dục kia cả. Anh dục hết ngoài rồi kia ra ngoài kia cả. Còn nói chung là mỗi bữa là nó xoay trái một xoay cây vào. Cây một xoay ngày vào. Nó rụng khoảng bao nhiêu trái? Có ngày nó rụng khoảng tầm mười mấy trái, hai chục trái. Nên nó xả luôn một ngày luôn. Đấy. À rồi, có cái sai lầm á, là khi mà cái kỹ thuật của anh đi á, có thể là trong cái bài của anh cũng vẫn có người hướng dẫn kỹ thuật chứ. Đúng rồi. Nhưng mà cái ứng phó kịp thời á, nó chưa kịp thời. Nên là trong cái lúc mà mình thấy nó vừa nhóm ra mình quất liền. Hoặc là đi theo cái bài của mình về cho nó chuẩn nè, cứ canh trọt y như anh Cường á. Cứ trước khi sổ nhị, trước khi làm bông trọt nó một cái cho nó đứng rồi. Đây, bắt đầu gần sổ nhị làm cho nó một cái, rồi sau khi sổ nhị chặn nó một cái nữa, trái 21 ngày 20 ngày chặn cái, trái 40 ngày làm quyết liệt chặn nó 2-3 cái nữa, rồi đứng im. Đó là làm nó phải như vậy, là nó theo một cái kiểu mà chúng nếu ta... mà sang năm mà anh mà có làm anh theo em hai đứa với các em ấy, là nói chung là phải làm kiểu vậy cho anh. Dạ. Phải làm kiểu y chang như em nói vừa đây ấy, phải làm y chang như vậy cho anh thì em cũng xin phép được thưa với anh chị như vậy, tụi em cũng là thuộc ở xa nên là cũng không có cái sự hiện diện gọi là liên tục ở vườn của mình, nhưng mà phương pháp làm việc của bên em là hỗ trợ anh liên tục. Rồi. Có hiện tượng gì thì anh em mình cứ trao đổi với nhau, đưa hình ảnh lên là tụi em xử lý ngay. Rồi. Để làm gì? Để là chúng ta cái đó với việc sầu riêng nó mỗi năm có một vụ thôi, chúng ta phải quan tâm tới cái cảm xúc cũng như là cái túi tiền của người nông dân. Đúng. Cái gì cũng phải xử lý tức thì, tức khắc, ngay lập tức thì nó mới dẫn tới được cái hiệu quả là năng suất của vườn anh. Rồi. Chứ em thấy bỏ lơ thì cũng không có được, nhưng mà nếu mà anh đòi sự hiện diện của tụi em mà lúc nào cũng ở đây thì tụi em không làm được. Không. Tại vì có rất nhiều quý bà con khác cũng anh cần thì không em. Không có yêu cầu gì. Dạ. muốn là các em phải đến liên tục. Dạ. Mà chẳng hạn như đến cái lúc mà sổ nhị hoặc là cái đến mà lúc mà cái trái nó gì ấy thì bọn em ghé qua lên một lần hai lần cũng được. Vâng, còn có đấy, nhiều lần luôn ấy. Còn chẳng hạn như là những cái lúc mà ở trong vườn ấy có hiện tượng gì thì anh ấy chụp ảnh là anh gửi cho các bọn em thôi. Đấy là rất là gì, tạo một cái group, một cái nhóm đấy, trong này có em, có Oanh, có Nghi, có Quang, rồi có anh, có vợ anh nữa. Đúng rồi. Đó, một số anh em mà thân cận làm vườn với anh nữa. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ up lên đó, thấy cái này hiện tượng gì là đúng rồi. Bắt đầu anh em sẽ, em không coi được thì Oanh sẽ coi là được, học hỏi nhau. Nhau luôn. Lúc đó anh và mình rồi. Có lưu lại tài liệu luôn để nữa sau này mùa sau mình dỡ ra mình coi năm rồi là Viễn bảo là cái như thế này là phải làm vậy, cái mình có thể là review lại cái mùa tới nữa. Đúng rồi. Là mình chỉ là làm theo phương pháp mà đã học lúc trước cộng với lại cái ứng biến với biến đổi khí hậu và áp dụng thêm khoa học kỹ thuật mới mà tụi em ứng dụng vào nữa là coi như là mình thắng năm từ năm này qua năm kia. Trời. Chứ không phải là chẳng hạn như kinh nghiệm 2024 tốt
nó làm dày lên cái quyển sách kinh nghiệm trải nghiệm của mình. Nhưng mà biến đổi khí hậu nó liên tục, như hả anh thấy năm nay là nắng nhiều đấy, thì là mình phải cộng thêm bài học đó vào. Cái năm đến năm 24 là tụi em được có một cái may mắn là em đi nhiều vùng, em đi nhiều vườn. Cái sắp đầu em là với kinh nghiệm trải nghiệm của em lại tổng hợp lại, mấy anh em lại ngồi với nhau tổng hợp lại xem là cái này thì mình phải làm gì. Giống như là cỡ cái hột mè này nè, cỡ cái hột mè này mà nếu mà anh có cái sản phẩm, nếu cái đầu đọt của anh mà nó cỡ cái hột mè này thôi nghe mới ẩn sáng vậy nè, anh sàng mảnh lông nấu ao đọt giùm em 1 lít, nên cộng 200 lít nước là em bảo đảm với anh nó đứng luôn. Nó đứng luôn, hoặc là nếu nó có xì ra thì cái đọt này nè nó sẽ tơ ra, nó thưa ra, nó tơ ra gì nè, nó không có ảnh hưởng, nó xòe ra chứ nó không có đi thẳng, nó không đi thẳng nữa, và nó đứng luôn, nó chỉ xòe thôi. Mà cái cọng của nó rất là mảnh chứ nó không phải u nù. Vậy đây thì nó đây nó mập cửa này cơ mà, nó ra cái nách cửa này cơ mà, mập cửa em luôn, mập cửa này đinh đần. Rồi nãy bước vô cái vườn của anh thật sự em cũng hơi run sợ, tại vì nó là vườn đang làm trái mà đọt hơi nhiều, như cây sinh trưởng nè, ở ngoài như cây sinh trưởng vậy đó. Thì gần như là cây nào cũng như cây nào hết á. Này giờ thấy anh em thấy y như cây sinh trưởng. Thì cái cỡ này nè nó mới cạnh tranh dinh dưỡng giữ được á, mà dưỡng đâu. Mà thôi còn giữ trái nào thì ăn trái nào. Nhưng mà còn đấy đấy thì vẫn giữ được chứ hai đứa. Thì bây giờ phun chưa chặn. Thì em có gửi thuốc lên chắc mấy bữa nay có. Mấy bữa nay sẽ phải. Cái này không xài bánh lông. Bà con để ý nè, cái thằng công thức này là bà con không xài bánh lông nha, mặc dù là cái lá non nó chưa mở nó vẫn đang khép nha, nhưng bà con chúng ta xài dù hoàn cái công thức là già lá rất nhanh CR7 cộng với lại 1 lít thiên hương nano xanh cộng với 200 lít nước là nó sẽ, nếu mà cái lá này ngày hôm nay ngày mai thì nó có mở nhẹ ra thì nó làm già lá luôn, và cái đọt đó là nó thụng tim vô luôn. Đấy, cái quan trọng là như vậy đó bà con ha. Ok chưa anh Dũng? Rồi, nãy giờ là tụi em cũng đưa giải pháp cho anh, nó cũng dễ thôi. Rồi. Và cái thằng già lá rất nhanh với thiên hương đều là sản phẩm hữu cơ, nên là nó sẽ không làm rụng lá, không làm rụng đọt, nó chỉ là thụng cái tim vô và đứng đó chờ thôi, nên là anh yên tâm, nó không bị ảnh hưởng gì. Rồi. Nha. Ok rồi, anh. Cảm ơn em. Em cũng xin phép được làm hoan hỷ, đồng hành cùng gia đình mình. Thật sự là cũng trấn an anh. Mùa đầu, năm đầu ai cũng có những cái gian truân cả. Rồi. Và cái sự gian truân này thì tụi em sẽ đồng hành cùng với anh chia sớt với nhau. Rồi, nha. Cảm ơn cũng gọi cho em gửi lời hỏi thăm chị. Rồi. Thì hôm nay nghe nói chị đi khám bệnh. Chị đang đi khám bệnh. Dưới kia đi bệnh thiết mà bao giờ là mấy đứa đến ấy, là gọi điện cho chị. Vâng. Cho chị quay, nhưng mà anh thấy đang làm clip này đây anh chả quay nữa. Dạ, rồi, vâng, cảm ơn anh. Rồi. Dạ, xin chào quý bà con. Rồi. Anh Diễn đứng vô.